Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay phía trước của Tòa Đại sứ quán nước Lào tại Berlin. Và cũng tại Việt Nam trong thời gian vừa qua đã diễn ra một cái hiện tượng rất đặc biệt. Đó là sau khi xuất hiện để nhận công hàm của một số đại sứ của một số nước thì ngay sau đó thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông. Đây là hình ảnh mà tiếp phái đoàn của Lào. Các bạn nhìn lại hình ảnh đây sẽ thấy. Và đây là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Lào đã sang thăm Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và trong chuyến thăm này thì phía Lào đã trao đổi rất nhiều những cái thông tin khác nhau. Tuy nhiên, các bạn cũng đã biết tại Việt Nam thì giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã xảy ra cái cuộc đụng độ tại vùng phía Nam của Việt Nam, tức vùng biển tại bãi Tư Chính. Và tại đó thì trong cả cái thời gian đó diễn ra cái sự việc xảy ra thì không hề có bất cứ cái tiếng nói nào của Lào hoặc là của Campuchia hay là của một số nước Bắc Triều Tiên hoặc Cuba để ủng hộ Việt Nam về cái việc là Trung Quốc đã tham gia vào cái việc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Mà không, các bạn cũng đã biết tại Lào thì đã là một cái nơi mà Trung Quốc hiện nay đang nắm giữ rất nhiều đất đai cũng như thuê mượn công nhân ở đây, và họ đã gần như là thao túng cái địa phương này. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy là Lào đang bị thao túng rất nhiều, và báo chí trong nước cũng như nước ngoài đã đưa tin rất nhiều về việc là các đồn điền và các vùng đất đai rộng lớn của Lào đã bị Trung Quốc thuê mượn một thời gian rất dài. Và đối với chính sách của Trung Quốc đối với Lào thì nếu người Trung Quốc mà sang Lào để sẽ được chính phủ Trung Quốc bảo lãnh cho vay 100.000 USD, nếu có vợ đi theo thì thêm 100.000 USD nữa, con đi theo thì được thêm 100.000 USD nữa. Tuy nhiên họ chỉ được phép trở về nước sau khi một số năm, và nhiệm vụ của họ là phải trở thành doanh nhân thành đạt. Đây là hình ảnh mà các bạn đã thấy là ở Trung Quốc họ đã đầu tư rất nhiều tại Lào và được chính phủ của Lào ủng hộ trong cái việc mà cho Trung Quốc thuê mượn đất rất dài ở đó. Và có lẽ là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho đến thời điểm này vẫn không lên tiếng về cái việc mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, mà ông chỉ tiếp một số khách quốc tế, trong đó là có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào sang. Và điều đó thì rất đáng ngại đối với cái nhận thức của một cái người Tổng Bí thư Chủ tịch nước, bởi vì đáng cái việc mà những cái thời gian vừa qua thì chỉ có những nước phương Tây là ủng hộ Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo, nhưng những cái nước khác như Lào, Campuchia và Cuba và Bắc Triều Tiên là không hề nói gì. Không những thế mà họ còn có những cái thái độ khác nhau. Đó là việc mà ông Campuchia thì ngay cả ông Hun Sen đã sang thăm Trung Quốc và ông đã đưa về 150 triệu USD và 100.000 tấn gạo là cái hợp đồng mà Trung Quốc đã mua của Campuchia. Và với cái việc mà những cái nước như vậy họ ảnh hưởng càng ngày càng nhiều với Trung Quốc, và Trung Quốc tìm mọi cách để thao túng những cái đất nước như vậy, và họ tất nhiên với cái lãnh đạo của những nước đó thì họ cũng tìm mọi cách để họ mua chuộc hoặc là họ lôi kéo về phía mình. Chính vì vậy mà trong cả cái thời gian vừa qua, mặc dù Việt Nam đã bị Trung Quốc bao vây ngoài vùng biển, rất nhiều tàu, đến có lúc lên đến 80 chiếc tàu của Trung Quốc ở xung khu vực bãi Tư Chính, thì các nước này đã không liên hệ lên tiếng. Mà không những thế, họ còn có những cái nghi vấn rằng là như Campuchia, họ đã có thể là đã cho có cái hiệp ước bí mật để cho Trung Quốc thuê quân cảng dài hạn. Thì đây là hình ảnh mà ngay cả báo Tuổi Trẻ trong nước cũng đã đăng, và rất nhiều báo chí quốc tế trước đó đã đăng, và sau đó báo trong nước mới đăng tiếp theo. Thì cái sự nguy hiểm của các nước này, đặc biệt là Campuchia, bởi vì là họ nằm ở ngay biên giới phía Tây Nam của Việt Nam, và những cái căn cứ hải quân đó thì rất sát phía các cái tỉnh ở miền Nam Việt Nam. Và từ đó nếu Trung Quốc thuê được những căn cứ thì họ có thể có cơ sở hậu cần, họ đưa tàu thuyền qua lại tuần tra, hoặc là họ tiếp nhiên liệu, hoặc từ đó họ xây dựng những căn cứ, những sân bay, và những sân bay đó thì có thể bay thẳng đến thành phố Hồ Chí Minh cũng như những cái tỉnh của Việt Nam gần đó, và gây ra những hậu quả rất tai hại. Bởi vì khi mà ngoài biển Trung Quốc đã có những cái tàu chiến tuần tra và săn đuổi tàu cảnh sát biển Việt Nam, và húc thủng, húc đổ và
hút chìm những cái tàu của đánh cá của ngư dân Việt Nam, thì nguy hiểm hơn là ở phía Nam, biên giới phía Tây Nam, thì họ lại thiết lập, nếu thiết lập được căn cứ quân sự ở đây thì họ sẽ khống chế toàn bộ miền Nam Việt Nam. Còn phía Bắc thì tất nhiên như các bạn đã biết, từ năm 1979 đã xảy ra một cái sự kiện rất nghiêm trọng, đó là việc Trung Quốc đã đưa quân sang để đánh chiếm các tỉnh của phía Bắc Việt Nam và đã gây ra cái chết của hàng chục nghìn người dân vô tội, các cháu nhỏ, các cụ già và cả những cái người lính quân đội nhân dân Việt Nam đã phải hy sinh để bảo vệ cái mảnh đất nơi mà họ đang đóng giữ. Và Trung Quốc thì cho đến nay luôn luôn thể hiện thái độ bành trướng và tìm mọi cách để có thể thôn tính và thao túng những cái vùng lãnh thổ mà họ quan tâm, đặc biệt là vùng lưỡi bò, tức là vùng chiến đoạn mà họ đã tự vẽ ra. Cái vùng này thì nó chiếm trọn toàn bộ cái vùng Biển Đông, và tất nhiên họ lôi kéo những nước như Lào, như các bạn thấy ở sau phía chúng tôi là tòa đại sứ của họ, và Campuchia cũng như là những nước khác. Và đây là hình ảnh mà đài truyền hình Acera đã đưa tin về cái việc mà Trung Quốc đã, có lẽ thì Trung Quốc đã tìm một cách, mọi cách để tiếp cận với Campuchia để thuê căn cứ quân sự ở đây. Hình ảnh này các bạn cũng sẽ không thấy ở trong những trang báo trong nước, bởi vì ở trong nước dường như là giấu giếm những cái thông tin như vậy, hoặc họ không đăng đầy đủ. Và ngay sau cái chương trình phát hình này thì chúng tôi sẽ chia sẻ ngay lập tức những cái đường link hoặc là những cái trang báo chí như vậy để các bạn có thể tự tra cứu trong cái thời gian sớm nhất. Và cũng rất bất thường về việc ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn luôn nói rằng là phải kiên định chủ nghĩa xã hội và bắt mọi người, bắt những cái doanh nghiệp, bắt người dân Việt Nam phải đi theo cái con đường mà không biết chủ nghĩa xã hội là cái gì và cụ thể là làm sao. Mà cái điều đó thì các bạn đã được thấy rất rõ cho cái việc chứng minh là ông cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh đã từng chỉ rõ cái việc này trước cuộc họp, và ông ta nói rằng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được cựu Bộ trưởng Đào Quang Vinh chỉ rõ như sau: chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó mà mãi có tìm ra đâu, làm gì có cái thứ đó mà đi mà tìm. Đấy, thì đây là cái phát ngôn của rõ ràng là của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, là cái người mà đã nằm trong thể chế đó và họ đã có những cái lời định xét như vậy, thì điều đó là rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Bởi vì khi mà con đường mà họ đi mà họ không biết đi về đâu cả, thì tất nhiên là dẫn cả cái dân tộc đó có thể đi vào rừng rậm, có thể đi xuống mương, hoặc là có thể đến một cái chỗ nào đó mà không thể nào lên được nữa. Và toàn bộ những tài nguyên, những cái năng lực và thời gian của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam, của 90 triệu người dân Việt Nam sẽ phải đổ xuống sông, xuống biển và thành những cái không thể tính toán được những cái mất mát mà người dân Việt Nam và những cái thế hệ trẻ Việt Nam sẽ phải chịu đựng, bởi vì là họ đã đi theo con đường mà không có đích. Và tất nhiên cũng có một cái, trong chính quyền, chính phủ Việt Nam thì cũng có những cái phe phái, cũng có những cái trường phái, họ mong muốn rằng là có phải kết hợp với cả châu Âu, với các nước văn minh và đặc biệt là với Mỹ để có thể chống lại Trung Quốc, chống lại cái việc mà bành trướng của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy, đấy là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ trong cái thời gian vừa qua để bày tỏ ý kiến của mình về cái việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, cũng như phía Mỹ thể hiện thái độ rõ ràng và thông báo cho phía Việt Nam biết những cái thông tin mà Mỹ quan tâm. Tất nhiên những cái nội dung này thì là cuộc họp kín, cho nên cái việc mà các bạn tìm hiểu thông tin thì sẽ rất hạn chế, và đây là cái điều mà các bạn có thể tra cứu thêm ở những cái trang báo ngoài Việt Nam ra. Và trong tất cả cái thời gian mà Trung Quốc liên tục gây sức ép ở Việt Nam ở Biển Đông, thì những cái nước như Lào, như Campuchia, như Cuba hoặc Bắc Triều Tiên, họ đã không hề có những cái phản ứng rõ ràng, không ủng hộ Việt Nam, không bất cứ một cái hành động nào, mà chỉ có Mỹ và châu Âu đưa ra cái hành động đó mà thôi. Và cụ thể nhất mà các bạn có thể tham khảo, đây là hình ảnh mà Mỹ đã lên án Trung Quốc là chế độ côn đồ. Đấy, các bạn thấy đây là hình ảnh của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát biểu trong hôm vừa qua về cái việc đó. Và khi mà cái lời lẽ ngoại giao đã dùng đến từ côn đồ để chỉ một cái chính phủ, một cái nhà nước, thì điều đó rất nghiêm trọng, bởi vì là không ai làm ngoại giao mà lại đưa ra những cái thông tin như vậy. Và nó đó không khác gì một cái việc mà nói rằng nhà nước đó là nhà nước gần gũi, rất gần gũi với các vấn đề khủng bố. Bởi vì là khi mà ngôn ngữ ngoại giao không thể dùng một cách lịch sự nữa thì điều đó rất là nghiêm trọng. Và sở dĩ tại sao Việt Nam của chúng ta vẫn chưa thể đến được với những cái hoạt động
của các tổ chức quốc tế, của những cái hiệp hội quốc tế và của những cái hiệp ước quốc tế để bảo vệ Việt Nam. Bởi vì các bạn cũng đã biết, người đứng đầu của Đảng, Nhà nước lại là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người được đào tạo, chỉ được đào tạo ở Liên Xô trong thời gian rất ngắn, từ những năm 80, trong vòng 23 tháng. Và tất nhiên với việc đào tạo đó thì ông, cái nhận thức của ông đối với chủ nghĩa xã hội thì vẫn giữ nguyên như những năm 80, và bắt những người Việt dân Việt Nam bây giờ vẫn tiếp tục đi theo những con đường mà bây giờ các nước như bản thân như Liên Xô đã tan rã và họ không còn sử dụng con đường đấy nữa. Rồi cả cái khối Đông Âu cũng tan rã và họ cũng bỏ những con đường đấy rồi. Nhưng Việt Nam của chúng ta dưới áp lực của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn phải đi theo con đường đó. Thì điều đó là gây tác hại rất lớn đối với Việt Nam và chúng ta cần phải thay đổi. Bởi vì cũng như là hình ảnh mà các bạn thấy ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông ta đã quá già cỗi, quá già và quá lạc hậu đối với thế giới, và những cái thông tin mà ông ta nắm bắt không còn phù hợp với tình hình thực tế nữa, và cái điều này cần phải thay đổi. Và chính trị Việt Nam cần phải đổi mới, cũng như đưa những người thế hệ trẻ thông thạo ngoại ngữ và hiểu biết pháp luật quốc tế lên để nắm giữ và họ điều hành đất nước một cách hợp lý hơn. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019, ngay tại Berlin. Và phía trước sau lưng chúng tôi là Tòa đại sứ của Lào. Và chúc các bạn một buổi tối an lành. Các bạn hãy bình luận vào video này cũng như chia sẻ những cái thông tin mà mình muốn quan tâm để chúng tôi tiếp tục cập nhật cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Chào các bạn.